Thánh Khư tập 159 Bây giờ tiếng tụng kinh liên tiếp vang lên, nguồn gốc từ trong hư không, như là một thần linh đang giúp thế nhân giải mê, giảng kinh rồi hàng ma. Oanh! Giải đất kia dù đã có trận vực bao trùm, thế nhưng ngọn núi kia vẫn bị nổ tung, bị thiên thần chung của bốn đảo giả hủy diệt. Mọi người kinh hãi, ra đầu căng lên, đều cảm thấy bọn đảo quá cường đại. Bốn người hộ đảo liên thủ, quả nhìn khiếp người, không hổ là nhân vật lợi hại từ thiên thần tộc đi ra. Lúc này lại có năm lão giả đi đến, mỗi người đều bị minh vụ bao vây. Là người hộ đạo của U Minh tộc đến, đi cùng U Minh thần tử đến săn giết sở phong. Xoát! Hào quang chật lóe lên, bốn lão giả có hình dáng giống nhân tộc trên địa cầu xuất hiện, cũng tiến vào trong tỉnh thổ, chính là Tây Lâm tộc, ánh mắt hung ác nham hiểm đang tìm kiếm bóng dáng của sở phong. Bởi vì đạo hữu các người giữ vững lối ra nhất thiết phải cẩn thận đừng cho hắn chạy mất một vị lão già của thiên thần tộc hô to để cho bọn lão phụ trách trấn thủ lối ra vào ừm các vị yên tâm đi để chúng ta tới trấn thủ cho mấy người tây lâm tộc gật gật đầu năm người u minh tộc cùng nhau đi theo vào trong vùng tịnh thổ cùng bốn lão già của thiên thần tộc xuất kích muốn giết sở phong cẩn thận tìm kiếm tung tích của hắn các vị để ta dẫn đường cho Lúc này, một con hư thông thử màu bạc xuất hiện, mang theo hận ý, còn có sát ý rét lạnh. Chính là một con cá lọt lưới. Trước đây sở phòng đánh chết vài con hư không thử để nó trốn thoát. Thiên thần tộc vui vẻ. Có hư không thử này dẫn đường, sẽ làm ít công to. Có lẽ rất nhanh sẽ có thể tìm được sở phong. <laughs> Tiểu hữu hư không tộc làm phiền rồi. Xoạt. Hư không thử bay tới, trong mắt chuột lộ ra tia sáng, như là phi đao, nó mang theo hận ý mà dẫn đường về phía trước. Mặc dù là như thế, thiền thần tộc cùng U Minh tộc vẫn chia làm hai cánh, sẵn khoảng cách với nhau, chú ý trước sau, tùy thời phát động công kích đối phương. Lúc này La Phù cùng thần tử U Minh tộc đều theo vào, cùng tộc nhân hành động, tham dự săn giết sở phong, tiến vào sâu trong vùng tịnh thổ. Lúc này những thiên tài trẻ tuổi khác ở trong lòng đều chấn động. Hôm nay tiến vào vạn thần trì hương, quả nhiên là xảy ra chuyện lớn một đám người hộ đạo hừng sư động chúng như vậy chỉ vì giết một tên hậu bối cũng coi là hiếm thấy cái này nếu là ở trong tình không tuyệt đối sẽ bị người ta chế nhạo châm chọc bởi vì một đám lão già cùng nhau đối phó với một người trẻ tuổi quá là không biết xấu hổ thế hệ trẻ trong tộc không phải là đối thủ đám lão già này liền tự thân ra trận lộ ra bản thân không có chút phong độ nào có chút quá phận bật quá đây là địa cầu một mảnh đất xuống dốc nhưng ngôi sao này hiện tại cũng không có đủ tiến hóa giả cường đại có tiếng nói năm người cũng nên yên lặng nhìn xem mảnh đất bị rớt lại phía sau bị tiến hóa giả trên tinh cầu cường đại để mắt tới hết thảy đều đã đừng quyết định từ lâu không có cái gì gọi là công bằng nên nói là mấy cái này thì quá xa xỉ còn không nếu như nơi này đủ mạnh làm sao để dễ dàng tha thứ cho việc những tiến hóa giả của tinh cầu khác giáng lâm nếu đổi lại là một bộ tộc khác bay vào vũ trụ, xâm nhập ngôi sao khác, cũng cần phải báo cáo sớm. Nếu không thì có thể sẽ dẫn đến chiến tranh vũ trụ. Sở phong, hôm nay chém mạng chó của ngươi, ta thề sẽ băm vằm ngươi, đi đút cho địa ngục quyền ăn. La phù hồ to, một bên là thực tình muốn giết sở phong, hay là còn cố ý nói khó nghe, kích thích đối thủ lộ ra khí tức, thuận tiện cho bọn hắn tìm kiếm, từ đó tiến hành đòn tuyệt sát. Sở phong, người đã chết một lần, ta không biết ngươi sao lại có thể ở trong điện ngục, mượn xác hoan hôn. Bây giờ lại đeo mặt nạ đồng danh, có phải bị hủy dùng hay không, không còn mặt mũi gặp người hả? U Minh Thần Tử cũng mở miệng, âm u chế nhạo. Người yên tâm đi, hôm nay chúng ta sẽ giết ngươi lần thứ hai, cũng không tiếp tục cho người cơ hội mượn xác hoan hôn. Trên cái tình cầu rách nát này, mạng người so với mạng chó còn rẻ mặt hơn, người vẫn là nên chết triệt để đi u minh tộc nằm đó là thế lực sông đền phía trước nhất là quân chủ lực thảo phạt địa cầu liên hợp với quá nhiều thế lực lại có thêm thiên thần tộc chờ đằng sau làm chỗ dựa săn bắn cường giả chiếu rọi chư thiên trên địa cầu thật sự đã thành công người của các bộ tộc này ở thời đại kia tất cả đều hai tay dính đầy huyết tinh làm cho đám hậu nhân của u minh tộc cảm thấy đó là vinh quang là huy hoàng trận chiến kia đã xác lập địa vị của bọn hắn quật khởi mạnh mẽ đánh phá một khối đá cản đường trên đường tiến hóa, chấn nhiếp tứ phương. Trong lúc mơ hồ, có thể tồn tại ngang hàng cùng 10 vị trí đầu tiên. Ở nơi xa, truyền đến âm thanh lạnh lùng của sở phong nói. Tốt, các người nói ta là sở phong, vậy thì đúng là ta đây. Hôm nay ta thề chém giết La Phù, đánh chết U Minh Thần Tử. Ở trước mặt tất cả mọi người, diệt cái gọi là truyền nhân mạnh nhất này của các người. Ai tới cũng hẳn không được đâu. Tìm được rồi, hư không thử thét lên phóng tới một vị trí xoẹt thần quang bộc phát người của hai tộc thiên thần tộc cùng u minh tộc như là lôi đình mang theo ánh sáng chói mắt giống như đằng thuấn di si cùng vọt tới nhưng mà khi hư không thử vọt tới phụ cận phát hiện chỉ là một chút máu mà còn đang bị thiểu đốt đã sắp khổ cạn không còn sót lại bất cứ thứ gì cẩn thận đây là bẫy hắn không ở nơi này la phủ quát lên ăn quá nhiều thua thiệt từ sở phong đã có chút sợ bóng sợ gió, lo lắng nơi này có vấn đề. Lùi ra phía sau, tử tình thiên lôi. Thân tử U Minh Tộc kêu lên, bởi vì trước đó không lâu, bọn họ bị nổ rất thảm, mà chính xác là ở trong này phát hiện tinh thể màu tím giống như là loại đại sát khí kia. Những người này điên cuồng lùi lại, theo bọn hắn nghĩ thì sở phong quá âm hiểm, trước đó dùng thiên lôi oanh kích cả đám người, thủ đoạn quá không đứng đắn. Hiện tại có thể là đang lập lại chiều cũ. Giờ khắc này đã thần hồn nát thần tính. Dù sao thì hai người hộ đạo của thiên thần tộc cũng đều chết không rõ ràng. Thực sự quá oan uổng, cho nên bọn hắn phải cẩn thận quá mức. Năm người này giải tán lập tức, lui về phía sau. Kết quả là chuyện gì cũng không phát sinh, ngược lại là đội hình hỗn loạn. Lúc này, một anh đao đỏ chói nở rộ, xích màng chói mắt, hư không thử kêu thảm. Còn hư không thử này quá thê thảm, vừa rồi muốn mượn lực lượng của đám người này báo thù kết quả là trong khi mượn mọi người thối lui lại bị hỗn loạn bị một đao gọt sạch đầu hư không thử cuối cùng chỉ phát ra được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn trực tiếp mất mạng ngay cả xương cốt cũng đều bị luồn hồi đau ăn mòn rồi hòa tan cuối cùng hóa thành trò bụi muốn chết hả mấy tên lão già của thiên thần tộc quát lớn lần nữa cùng nhau tiến lên kết thành một chiếc chuông lớn màu vàng óng Che chở thân thể của bọn họ nhào về phía trước Sở phong Người sắp chết đến nơi rồi La phù hô lớn Bởi vì lúc này ngay cả gã Cũng thấy được tùng tích của sở phong Trứng đam màu đỏ sậm kia Còn chưa chui vào trong hư không đâu Đồng thời mấy lão già của U Minh Tộc Cũng xông tới cùng vầy giết U Minh Thần Tử Mới đầu còn lo lắng Hiện tại thì cười lạnh Bởi vì hắn nhìn thấy sở phong bị bao vây Lập tức thâm trầm mở miệng nói cái gì mà thiên tuyển chi tử vô tri mà thôi hôm nay diệt ngươi ngày mai ngươi chính là cặn bã là một đám cát bụi hắn ta vô cùng thoải mái cùng la phù nhìn nhau cười chuẩn bị chứng kiến kết cục sở phong bị giết chết cẩn thận đấy không nên để tử tình thiền đôi của hắn là bị thương bọn hắn vẫn có chút kiêng kỵ như cũ không sao đâu la phù hao phí tinh huyết kích hoạt lên một bí bảo đừng tết luyện trong thiên đôi có thể cảm giác được đôi điện sớm đề phòng phòng ngự. Một lão giả của thiên thần tộc rất bình tĩnh cười lại. Nhưng mà giờ khác này, anh lửa điểm điểm giống như là pháo bồng nở rộ. Lấy giờ phong làm trung tâm bay về bốn phương tám hướng. Năm người mới đầu còn nghi hoặc rằng ngọn lửa kia quá nhỏ, không có ý nghĩa gì, chỉ giống như là pháo hoa. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, bọn hắn kinh hãi dị thường, hư không bị xuyên thủng, thần quang hộ thể không phòng được, áo giáp trên người bị nóng chảy, Lục bí bảo tế ra trực tiếp phá hủy. Đây là cái gì? Bàn lan luân hồi hỏa quang. Một lão giả của thiên thần tộc run rẩy, Thành ngầm phát run chạy trốn như phát điên. Nhưng máu thịt trên người đang tan rã rất nhiều, cảnh tượng thật đáng sợ. Về phần chuông lớn màu vàng óng mà bốn người điên thủ tạo dựng nên đã sớm bị xuyên thủng, năng lượng sụp đổ, căn bản là không ngăn cản được chút hỏa diễm lấm ta lấm tấm này. Trong thời khắc mấu chốt, Sợ phong không thèm đếm xỉa gì Đâu còn quản được cái gì khác Mạnh mẽ chấn động hộp đá Đem đoàn lửa kia đánh cho đám người sơ xác Đánh về bốn phường tám hướng Kết quả cả đám người này không ít Người trúng chiều Sau đó hắn nâng đào đuổi theo Chém giết hai người u mình thần tử và la phù Tiếng kêu thảm thiết phát ra Hai người này vốn đã bị nhiễm vào Một ít ánh lửa lộng lẫy Thân thể bị xuyên thủng Hiện tại là bị trùy sát Tình trạng đó có chút thảm hại bọn hắn một đường chạy trốn như điên từ sâu trong tỉnh thổ vọt ra mọi người trợn tròn mắt đây là tình huống như thế nào vừa rồi đám người kia đi vào muốn giết sở phong làm sao lại bị hắn trùy sát đi ra ngăn cản hắn một vài tiến hóa giả chẳng không mà lên ủ mình tộc thiên thần tộc tất nhiên không có chỉ ngút chút người này còn có những người khác ở đây muốn chặn đánh liên hợp với tu sĩ các tộc đi lên cứu viện nhưng mà đã hơi trễ thân tử u minh tộc từ đầu vai đã vỡ ra bị sở phong đuổi kịp thiếu chút nữa thì đã bị bổ đôi thành hai nửa mưa máu bắn tùng tóe hắn ta kêu thảm thiết nhục thân cùng tinh thần đều đang bị ăn mòn sắp hình thần câu diệt giết hắn rất nhiều người tiến lên muốn cứu viện nhưng căn bản đã không kịp nữa cuối cùng thì sở phong đã chém đầu hắn ta ngay trước mặt rất nhiều người dùng một đao chặt đầu chém giết hắn ta còn có người nữa chạy không được đâu sợ phong quát lớn truy sát truyền nhân la phủ mạnh nhất của thiên thần tộc một đau hạ xuống cánh tay còn lại của la phủ kia cũng rớt xuống cùng với mảng lớn máu tươi rất nhiều người đều phọt tới bên cạnh bao gồm cả đám người nguyên tử thánh thể muốn tương trợ nhưng mà sợ phong căn bản không cho bọn hắn cơ hội là một đau bổ ra bực lùi đám người kia phù một tiếng chém ngang lưng la phủ chính là hành động quyết đoán dứt khoát đến như vậy La Phủ liều mạng giãy rùa, muốn tự chém để tự vệ, nhưng không còn kịp rồi. Một nửa thân thể đó ở chỗ vết thương bị ăn mòn nhanh chóng, nhanh chóng tan rã. Gã ta rú lên thảm thiết, sắp mất mạng đến nơi. Ta đã nói, hôm nay tất sát các người. Sở phòng quát lớn, muốn ở trong ngàn quân chém giết hai đại thần tử. Phốc! Quả nhiên đầu lâu của La Phủ bay lên. Có người hộ đạo thì như thế nào, giống nhau, giết hết. Hắn thét lớn, tiến hóa giả sông lên thành đoàn nhưng vẫn không thể ngăn cản sở phong hắn ở trong ngàn quân chém đầu hai vị thần tử trứng đam màu đỏ tung bay chấn nhiếp lòng người thiên thần tộc u minh tộc còn có cả các đội ngũ khác tuy so xa thì kém hơn mấy tên hộ đạo kia nhưng cũng không phải kẻ yếu tất cả đều phát điên rồi đây chính là truyền nhân mạnh nhất của hai tộc đấy cứ như vậy bị người ta chém ở trong này gọt sạch thủ cấp sao có thể chịu được lại một đám người xông lên trên để thêm người của các đại tộc đi theo hai tộc hướng lên đi ong vỡ tổ bốn vây công sở phong vào giữa ừ sở phong cảm thấy lạ lạ có người đang ẩn giấu trong đáy mắt hắn có thần mang cũng không tuyệt vọng mà là mang theo chút kinh hỉ hướng về phía chỗ la phủ bị giết phóng đi sở phong càng nhanh thêm nhân đạo hợp nhất hóa thành một đạo ánh sáng quay đầu giết về tiếp đó là bắn ra ánh sáng đỏ chói mắt hừng hực mà sáng lạng ngang qua trời cao bởi vì hắn nhìn thấy sau khi đầu lâu la phủ bị chặt xuống, mặc dù đang bị luân hồi đau ăn mòn, đang tan rã, nhìn như sắp hình thần cầu diệt. Thế nhưng kỳ thật vẫn còn sinh cơ, một đoàn chân huyết đang phát sáng ở sau đầu lấp lé. Ngăn hắn lại, nhanh, ngăn hắn lại, đừng cho hắn tiếp cận. Con người gấp gáp, giận không kiềm được, lớn tiếng kêu. Lúc này đừng nói chi là sở phong, chính là những người khác cũng có cảm giác nơi này có ẩn tình gì đó khác lạ sở phong nhân đào hợp nhất hóa thành một ánh đao sáng chói mà hừng hực sau khi đến phụ cận một chút đã nhìn ra lý do phía sau đầu lâu bị ăn mòn đến mức sắp tan rã hoàn toàn kia có một giọt chân huyết ở trong một cái thần phủ tràn ra sinh cơ nồng độc. ngoài ra còn có một chùm sáng linh hồn thế tử phù hắn lập tức hiểu rõ đây là đại giáo vô thượng bí bảo quý giá chỉ chủ tộc trí cường mới có là do thánh nhân không tiếc cái giá lớn chắt lọc sinh cơ bản nguyên, chuẩn bị cho hậu đại dòng chính có thiên phú kinh diễm. Lúc trước, khi ở trong luyện ngục, tần lạc âm đã từng nhờ thế tử phù mà sống sót. Nếu không phải vậy, thì đã sớm chết trong ngọn lửa có màu lam. Giết! Một số người thiên thần tộc giống to, có người hộ đạo ở chỗ sâu trong tỉnh thổ lao ra. Bọn lão có người gãy mất cánh tay, có người mất đi nửa thân thể, càng có người chết thảm đều là do ánh lửa lộng lẫy đốt cháy. Cuối cùng còn ba người không trọn vẹn xông ra, có thể còn sống sót cũng là nhờ bản thân đủ quả quyết tự chém thân thể. Căn cản ánh lửa lộng lẫy lan tràn dọc theo nhục thân cùng tinh thần. Sở phong, người cút ngay cho ta. Tiểu nghiệt xúc, người muốn bị diệt tộc, muốn chết à? Cả ba người kia đều nôn nóng, điên cuồng phọt tới, lần nữa kết hợp ngừng kết thành một thể, bắn ra năng lượng lóa mắt, tạo dựng ra một cây hoàng kim chiến mâu toàn thân trói mắt như là rèn đúc từ ánh mặt trời mà thành đâm về phía sở phong quả quyết chặn giết hắn không thể cho hắn tới gần chân huyết la phủ cùng thế tử phủ tất cả mọi người nhìn chăm chú trong lúc nguy cấp người hộ đạo của thiên thần tộc giết trở về thế mà khiến cho sự tình có khả năng bị đảo ngược sắp cứu được la phủ để gã tái sinh nhưng mà thân ảnh sở phong như siêu nhiên như mộng như ảo tại chỗ biến mất thần kỹ thiên nhai chỉ xích thần kỹ cùng diệu thuật xúc địa thành tốn kết hợp sử dụng quá nhanh chóng tranh được thành năng lượng hoàng kim trường bao kia trong khoảnh khắc ấy đã đến cạnh chân huyết của la phủ giơ tay chém xuống lần này trường đạo im lặng bổ ra những chân huyết kia chôn vùi chút linh hồn kia cũng chặt đứt thế tử phủ sở phong ta nằm quỷ cũng không buông tha cho ngươi La Phủ thì đường thét dài, phát ra âm thanh cuối cùng, trăng đầy phẫn hận cùng oán niệm, quá không cam tâm. Các phốn sĩ tưởng rằng có thể còn sống sót, trốn qua được tử kiếp, đâu thể nào ngờ tới. Sở phong bỗng quay, thương giết vẻ, bổ cho gã một đao, lần nữa tiến gã lên đường. Rõ ràng nhìn thấy hy vọng, cuối cùng lại để cho gã phải tuyệt vọng. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu, để cho gã cùng lúc phải trải qua từ thiên đường rơi xuống vào địa ngục đầy cay đắng và dày vỏ nhưng ai cũng chỉ chết một lần mà thôi. gan lại còn bị dày vò đến không chịu được. Biến chuyển quá nhanh, cuối cùng sụp đổ. Lão tử chính là từ địa ngục trở về. Con sợ một tên tiểu quỷ như ngươi à? Còn nữa, ngươi đâu có còn khả năng luân hồi. Sợ phong lãnh khóc vô tình nói. Ta muốn nói cho ngươi biết. Ta nói muốn giết ngươi thì tuyệt đối giết cho triệt để. Sau đó, hắn quay đầu đi, không chế thuyền trúc rời đi. Để lại ba tên hộ đạo thần thể không trọn vẹn tức giận đến điên cuồng. Xoẹt! Ở nơi xa, tiếng kêu thảm thiết liên tục phát ra. Đó là người của U Minh Tộc. Trong ánh đào đỏ chói, có người bị chém nghiêng vai, có người bị chém ngang lưng, còn có đồng người bay lên. Mảng lớn, mảng lớn, máu tươi tung tóe vẩy xuống. Tay cụt, một nửa thân thể, đầu người cùng đồng thời rời xuống. Sau đó sở phong, dùng một đao bổ ra, một giọt chân huyết cùng linh hồn của U Minh Thần Tử kèm theo cả thế tử phù để ở trong này phát ra một tiếng kêu thảm thiết thầy lường cùng tuyệt vọng. Hai tên hộ đạo của U Minh Tộc từ phía xa đau đến. Bọn lão tổ tổng cộng có 5 người, nhưng mới vừa rồi đã chết mất 3 người. Chỉ còn lại hai người cũng bị thương nặng như người hộ đạo của thiên thần tộc. Bị luân hồi hòa trùng kích chính diện, quá khốc liệt. Cho nên từ sâu trong tỉnh thổ chạy về cũng chậm hơn không ít. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này. Những người khác của U Minh tộc không thể bảo vệ thần tử mạnh nhất của tộc này. Cả năm tiến hóa giả quan chiến đều rùng mình, sau đó nghẹn họng nhìn trần trối. U Minh tộc cũng có thế tử phù quý hiếm. Kết quả là thần tử của một tộc này cũng không tránh được cái chết, bị diệt sạch sẽ. Mà sự tình vẫn chưa kết thúc. Sợ phong khống chế thuyền lục trúc biến mất ở hư không trong nháy mắt. Sát cơ tuyệt thế là một lần nữa bộc phát. Oanh một tiếng, một đoàn năng lượng mây hình nấm nở rộ trói mắt, mang theo ánh sao, còn có cả các loại dị tượng nhật nguyệt tinh thần hiển hiện. Đó là một chiếc vòng tay mẫu kim bị sở phong dùng toàn lực đánh ra, vừa vặn đập trúng một người hộ đạo may mắn còn sống sót của U Minh Tộc, Kết chỗ lão nổ tung, nhục thân cùng tinh thần giải thể hoàn toàn, huyết vụ tràn ngập. Đây là chuyện như thế nào? Rõ ràng là một đám người hộ đạo giáng lâm muốn vây quét sở phong, làm sao lại có phong vân đột biến bọn hắn lần lượt trọng thương mang hơi thở thoi thóp chạy ra từ trong vùng tịnh thổ lại bị săn giết ngược sao cho đến tận bây giờ năm người hộ đạo của u minh tộc chỉ còn lại người cuối cùng sống sót không tốt rồi đạo hữu qua bên này đi ba đại cao thủ của thiên thần tộc hồ đình lần lửa cùng nhau xuất kích phát ra ánh sáng vàng kim ba người một thể tạo dựng nên một chiếc chuồng lớn màu vàng óng nơi phong ngự cũng đánh giết về phía trước muốn đi cứu viện người cuối cùng kia. Bọn Lão cũng vững tin, sợ phong tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này. Quả nhiên, một vòng ánh đạo đẹp đẽ mà thầy lương, có màu đỏ tươi mà sáng lạc, mang theo một loại vẻ đẹp yêu dị nở rộ ở đó. Cơ hội là bay ra cùng lúc với vòng tinh không mẫu kim. Tên hộ đạo cuối cùng của U Minh Tộc kia, dù đã toàn lực ứng phó phòng ngự, cũng khó mà thoát được kết quả hủy diệt lão đã sớm bị luân hồi hỏa diễm đốt cho trọng thương nửa thân thể cũng mất đi hiện tại không có lực ngăn trở cho nên có máu tươi tóe lên có bí bảo vỡ vụn đã bị một đao của sở phòng chém chết tươi từ mi tâm vỡ ra thân thể hóa thành hai mảnh quyết vụ rơi xuống bọn lão không có thế tử phủ vật kia quá quý giá cần thánh nhân bỏ ra trả giá rất lớn dùng sinh cơ bản nguyên của chính mình Dung hợp cùng vật thần bí mới có thể luyện chế được. Cùng với một tiếng thét thảm cuối cùng, nhóm cao thủ này của U Minh Tộc bị toàn diệt, bị sở phong dùng thời gian nhanh nhất diệt sạch. Người hộ đạo cùng thần tử, một người cũng không thoát. Vốn còn có người muốn lên trước, cũng đều bị chấn nhiếp, kinh hãi đến run rẩy. Những người muốn đục nước béo cỏ kia đều không dám động thủ, trơ mắt nhìn một màn này. Các người, những người ở đây hôm nay chính là cặn bã Sở phong đứng sừng sững trên bầu trời, ác liệt nói ra. Trước đây không đâu, bọn người, ù mình thần tử còn nói, hôm nay giết chết sở phong, ngày mai hắn chính là cạn bã. Kết quả tự bản thân bị tiêu diệt, một người cũng không còn tồn tại. Sở phong biến mất, chạy vào sâu trong tịnh thổ. Hắn đi thu lại luân hồi hỏa, nhìn xem còn lại bao nhiêu. Lần này có thể đấy được loại chiến tích này, lần nhờ vào loại ánh lửa lộng lẫy này có uy năng cường đại dị thường cùng với trường đao màu đỏ sậm và thuyền lục trúc có thể ẩn náu trong hư không hợp lại cùng nhau quả thực là vô địch tuyệt phối nếu không thì đừng nói đến người hộ đạo kia chính là chỉ có la phủ cùng u minh thần tử cũng không thể bị chặt đầu như vậy bị ánh lửa lộng lẫy thiêu hủy mất nửa cái mạng vô cùng suy yếu cuối cùng khi chạy trốn thì bị hắn diệt sạch chỗ sâu trong tịnh thổ quả nhiên là còn ánh lửa lộng lẫy lấm tàn lấm tấm đều rất yếu ớt sợ phong cực kỳ vui dùng hộp đá nhanh chóng hấp thu tụ tập được một khối nhỏ cuối cùng hắn thu lại được non nửa còn lại đều đá tiêu thất sau đó đầu của hắn cũng không quay lại lần nữa không hướng ra bên ngoài muốn giết địch thủ ren sắt khi còn nóng muốn chém chết tất cả người đối đầu lúc này ba tên hộ đạo của thiên thần tộc may mắn còn sống sót tiến lui đều không được vừa kinh vừa sợ sắc mặt tái xanh rồi cuối cùng bọn lão bất đắc dĩ đi về phía lối ra. Phụ cận tất cả mọi người rung động trong lòng, sau đó nói nhỏ rồi bàn tán sôi nổi lên. Đây là một sự kiện lớn, không cần nghĩ cũng biết trong tình không sẽ sôi trào. Chuyện nhân đa phủ mạnh nhất của thiên thần tộc đã chết rồi. Đây chính là tuyệt đỉnh cao thủ trẻ tuổi trong vũ trụ. Còn có U Minh Thần Tử cũng có thể xưng để thiên kiêu. Hai người cùng vẫn lạc một ngày, chắc chắn sẽ dẫn phát sóng to gió lớn một ánh nửa nở rộ trong sắc thái lộng lẫy màu lam màu bạc màu vàng lục sắc nhảy múa tại bên cạnh ba vị hộ đạo của thiên thần tộc đang ở gần lối ra đột nhiên nở rộ sở phong xuống tay độc ác không tức tiêu hao luân hồi hỏa một lần nữa khi ba người hộ đạo của thiên thần tộc tụ hợp cùng bốn người hộ đạo của tây đầm tộc canh giữ ở cửa ra đột nhiên ném ra giờ phút này ba người hộ đạo của thiên thần tộc tay cụt thì cụt mất đi nửa người dưới thì mất đi nửa người dưới. Sớm đã là chim sợ cảnh cong, trực tiếp rối loạn, đâu còn có cái gọi là tam vị nhất thể phòng ngự. Giống, sợ phòng giống to như là một đại ma vương, tóc đèn rối tung, hai mắt toát ra quang mang, năng lượng như lũ quét vỡ đê, hắn toàn được tiến hành tuyệt sát. Trong vòng tay tinh không mẫu kim, diễn hóa lỗ đen, im ắng đem một người hộ đạo nuốt vào trong xoắn nát thành một đoàn huyết quang. Trường đao trong tay Sở Phong hướng về một phía, một tên người hộ đạo khác lại bị chém thẳng chết thảm tại chỗ. Mà người cuối cùng của Thiên Thần tộc thì rất không may, dính vào ánh lửa lộng lẫy, chuyện để trở thành tro tàn. Về phần bốn người của Tây Lâm tộc thì đang dùng toàn lực bỏ chạy, nhưng cũng đã có người nhiễm phải ánh lửa và ra tiếng thét dài thì được Sở Phong cứ một đường truy sát ra ngoài như thế loại tình hình trước mắt này phối hợp như thế nào mỗi người tự chạy khi bốn người nhìn thấy người của thiên thần tộc và u minh tộc bị toàn diệt đã sớm sợ mất mật bắt đầu sinh ra ý niệm thoái lui hiện tại càng là không có tâm trạng hàm chiến kết quả là trong số bọn họ có người chết ở chỗ cửa ra có người trốn về nơi phương xa có người dính phải ánh lửa tàn phế trên nửa đường bị sở phong bổ đao còn có người bị sở phong đuổi kịp một mình diệt sạch cuối cùng tứ đại cao thủ của tây lâm tộc toàn diệt đều không còn một ai sở phong cứ như vậy giết ra ngoài côn đôn đánh chết đám lão cao thủ đời trước này trường đao rỉ máu nhìn là một sát thần có người dùng quang não chụp lại được một bức ảnh cuối cùng này truyền ra phường ngoại lập tức dẫn phát một cơn bão to một người thanh niên đeo mặt nạ đồng xanh một tay cầm trường đao một đường đều là máu của địch thủ đứng bên ngoài côn đôn sơn như là một đại ma thần bế nghệ thiên hạ. Vực ngoại kịch chấn, đây là tình huống như thế nào? Người hộ đạo kia đâu? Chẳng thể đều bị thanh niên như ma thần này diệt sạch rồi. Tin mới, tin mới, đại ma đầu sở phong trở về, huyết tẩy côn đôn. Một tin tức mạo tạc, phối hợp với tấm hình này, truyền ra tinh không, lập tức dẫn phát sóng tỏ gió so đớn. Sở phong còn sống trở về, tin tức này lại bị người ta truyền đến trong tinh không một lần nữa mà còn huế tẩy côn đôn ở trong internet tinh tế như đang dẫn nổ mấy hàng tinh. Không hề nghi ngờ gì, ở trên rất nhiều cái bình đài cùng với không ít kênh truyền thông, tin đồn này đã chiếm trang đầu, đừng không ít người đưa tin. Một người đã từng bán đến hơn trăm thánh tử thần nữ, một thiên tuyển chi tử của một tinh cầu man hoang, đã từng đồ thánh, một thanh niên đã từng bị đưa vào trong luyện ngục, được chứng thực là đã chết lại đột ngột xuất hiện bá đạo giết người, dẫn đến tình trạng Internet tinh tế bùng nổ như động đất. Cũng không biết có bao nhiêu chủng tộc xôn xao, đối với tin tức này vô cùng hoài nghi. Mọi người chất vấn, thân hình cao thấp mập ốm của nam tử trong hình này không giống với sở phong, nhưng mà dáng người cùng với khí chất cầm trường đao rỉ máu kia cũng có mấy phần tương tự. Nhưng mà đây cũng vẫn chỉ là một tin tức không rõ ràng. Có không ít người đang chờ đợi, đang chứng thực hy vọng ở côn lôn tung ra tin tức chính xác nhất hiển nhiên là người chụp ảnh trước đó tung ra một tấm hình cùng một ít tin tức ngắn gọn rất có đầu óc kinh tế đây cũng chỉ là đang đua tốc độ cướp đoạn tin tức trang đầu đang chờ đợi các bên ra giá cao thu mua bài viết cụ thể của hắn ta sau đó hắn ta đem một phần hình ảnh chiến đấu xác thực xác thực truyền tống ra tinh không bán lấy một cái giá cao nhiều nhà đài đều nhanh chóng tung ra thanh niên cao thủ đệ nhất của thiên thần tộc La Phù chết rồi, bị sở phòng truy sát, một đau gọt sạch thủ cấp, tự trạng cực kỳ thê thảm, ngay cả thế tử phù cũng bị một đau chặt đứt. Lại được phối hợp thêm hình ảnh, lại thêm lời kể được ghi lại tương tận, cùng một đoạn hình ảnh chiến đấu tàn khốc được phát ra, khiến cho khắp tình không là một mảnh run sao. Rất nhiều nhân vật giả cả của thiên thần tộc, ví dụ như Kim Thân La Hán dẫn đội đang canh dự ở ngoài địa cầu, sau khi nhận được tin tức, hai mắt biến thành màu đen, trực tiếp lảo đảo một cái suýt ngã. Bồi dưỡng được một thanh niên cao thủ tuyệt đỉnh, dễ dàng lắm sao? La Phù là đại biểu cho hy vọng trong tương lai nhiều năm sau của thiên thần tộc, lòng là muốn làm một truyền nhân mạnh nhất, mà lại khuất nhục để cho người ta dùng một đao chặt đầu, thật đáng buồn. Bọn hắn là người đứng ở bởi vị trí đầu, bồi dưỡng huyết thống mạnh nhất, tương lai sẽ trở thành bá chủ một thời kỳ của vũ trụ lại bị đánh giết quá sớm như vậy, bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Nhất là đằng sau còn truyền đến tin tức, mấy vị hộ đạo xả của thiên thần tộc chết thảm, bị sở phong chém thẳng thì chém thẳng, chém ngang lưng thì chém ngang lưng, dẫn phát đến chấn động mạnh mẽ trong tinh không, toàn diệt. Thiên thần tộc điều động xuống đó sáu người hộ đạo, vốn đã lấy lớn hiếp nhỏ, vô cùng khinh thường, nhưng mà ai bảo địa cầu bây giờ là vùng đất man hoàng xuống dốc, không có chút quyền nói chuyện nào. Các thế lực đều im lặng quan sát, cho rằng sáu nhân vật già cả tham gia, tất nhiên là trận chém giết nghiêng về một bên, sẽ giết sạch người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng. Ai có thể cờ tới, bọn lão đều bị diệt. Ở vực ngoại, hai vị cường giả ở cấp độ kim thần là hán của thiên thần tộc, ở nơi này nhịn không được mà gào thét, nổi giận đùng đùng, hận không thể tự mình đánh giết xuống, giải quyết cuồng nhân kia. Ở chỗ U Minh Tộc cũng như thế. Quanh thân rất nhiều người đều lạnh lẽo. Bộ tộc này vốn đã không thích ánh sáng, đưa lưng về phía mặt trời. Càng ngày lạnh như băng, sinh hoạt ở gần minh thổ, hiện tại càng thêm lạnh lẽo hơn. Thần tử của tộc ta chết rồi sao? Sau một khắc, bọn hắn bạo phát, U Minh thần tử mặc dù đã sớm đến địa cầu, nhưng khi tiến vào phản thần chi hương mới xem như chân chính bắt đầu xuất kích. Nhưng thiên cơ là như vậy, vốn không thể đoán được hắn ta mới chính thức hiện ra thực lực của mình ở trong ngày đầu tiên đã bị người ta tiêu diệt. Vạn người nhìn trừng trừng, bị người ta hư hư thực thực là sợ phong chém giết. Đây quả thực là một sự châm chọc cực kỳ lớn. Thân tử cùng một tộc, chuyển nhân mạnh nhất để cho người ta cho thái thịt. Đối với một tộc đàn cơ hồ, có thể cùng bởi vị trí đầu sánh vai mà nói, làm sao mà chịu nổi. Điều không thể tha thứ nhất là, người giết hắn ta có thể là thiên tuyển chi tử của địa cầu. Đây là một tinh cầu từng bị bọn hắn trà đạp cho đổ máu, từng bị bọn hắn trinh phạt, chém chết rất nhiều tiên dân địa cầu. Kết quả năm tháng dài đằng đẵng qua đi, U Minh Thần Tử ở trong này gặp thảm bại, dẫn phát đại sát nhân. Tương giả cấp độ kim thần là hán của U Minh tộc cũng bị chọc giận. Thậm chí ở nơi đây, còn con lão quay vật năm đó từng thảo phạt địa cầu cũng xuất hiện hận không thể làm một lần nữa giác lâm ngay bây giờ, tự tay đi giết chết sở phong. Trong tinh không, tiếng người huyên náo, sau khi tin tức rõ ràng truyền đến, khi quá trình chiến đấu được người dùng quang não truyền ra tinh không, dẫn đến phòng bà to lớn. Các tộc cũng đang thảo luận, đều đang nghị luận. Mà đầu huynh đệ là ngươi sao? Thật sự trở về rồi sao? Ta trông mong người như ngôi sao trông mong mặt trăng. Rất nhớ thời gian người đấu giá thánh nữ ta còn muốn mua một hai người đấy. Nếu như đúng là người thì quá tốt rồi. Ây già má ơi, huynh đệ, sinh mệnh của ngươi còn mạnh mẽ hơn cả bất tử trường lang trong địa ngục kia. Có thể từ trong luyện ngục thoát khốn. Đây là kỳ tích của sinh mệnh. Lão phù chờ ngươi trở về bán thần nữ. Ta nhìn trúng mỹ nhân thứ ba trong tình không ánh trích tiền. Nếu thực sự không được, mỹ nhân thứ tư chu tước tiên tử cũng được. Không nói đến thiên thần tộc, u minh tộc, Tây Lâm Tộc phẫn nổ cùng nguyền rủa Còn có một nhóm người như vậy, đơn giản đã xôi trao, e sợ thiên hạ không đoạn. Trong tích tắc, tài khoản màu vàng của sở phong trên nguyên thú bình đài, vô địch là tịch mịch cỡ nào, bị bạo tạc. Các loại cầu tử giọng nói video xuất hiện rất nhiều. Hắn tất nhiên là sở phong, không thể nghi ngờ. Nó là lửa luyện ngục, mạng cũng thật là lớn, còn sống mà trở về. Có lão quái vật khẳng định cho rằng tất nhiên là sở phong không thể nghi ngờ đồng thời ở trong vực ngoại tinh không có thánh nhân chú ý ở trong bóng tối nhìn thấy hình ảnh chiến đấu có ánh lửa lộng lẫy bọn lão cũng phải kinh ngạc vô cùng lửa này giống y như lửa luyện ngục trong ghi chép bọn lão cũng đều bị chấn động hoàn toàn ngồi không yên mặt sống hắn nhất định phải biết rõ rằng hắn sống sót ở đó như thế nào chạy ra như thế nào nhưng tuân hồi tao thì lại không có mấy người biết lai lịch Lúc trước quất chỉ không có thể nhận ra một chút là bởi vì lão ta từng thấy qua trên ghi chép của một bản địa ghi chép niên đại thượng cổ trên địa cầu. Tinh cầu Tây Lâm tộc bây giờ chiếm cứ, nguy hàng năm đó đứng thứ 9 trong tình không cũng bị kinh động. Cả ta không phải là vì thế hệ trẻ tuổi cùng người hộ đạo trong tộc chết thảm, mà là nghe nói có người mang ra luân hồi hỏa để cho tâm thần gã ta chấn động. Không tiếc trả giá lớn bắt hắn về cho ta. Cả ta âm thầm nói với cường giả cấp độ kim thần là hắn. Về phần thiên thần tộc, u minh tộc thì càng không cần phải nói, sớm đã dùng hành động thực tế. Lại có một nhóm người giáng lâm hướng về phía côn lôn vạn thần chi hương mà đi. Đồng thời còn có rất nhiều chủng tộc, ví như linh tộc, đại mộng tịnh thổ đều ngồi không yên. Nhất là đại mộng tịnh thổ, thanh nhân của tộc này suýt đầu mẻ trán. Bà ta bị rất nhiều người truy hỏi, tình huống của sở phong đến cùng là như thế nào tin tức lúc trước chính là các bà thả ra nói sở phong đã bị tần lạc âm đánh giết ở bên trong luyện ngục tại sao bây giờ hắn lại còn sống sờ sờ mà quay về hiện tại có đủ loại dấu hiệu đều cho thấy ma đầu kia còn sống mà còn đang nhảy nót tưng bừng ở trong côn lôn tạo nghiệt khiến cho người của bọn hắn phái ra đều sắp bị diệt sạch tại côn lôn sơn trong lòng tần lạc âm phát run người khác không biết không cách nào xác định chỉ có nàng có thể khẳng định cho thế nhân đây tuyệt đối chính là sở phong nàng cùng sở phong có một lần quan hệ thân mật khó mà nói nên lời cũng đã từng cảm nhận qua luân hồi hỏa lúc nhìn thấy hắn ném ra sau khi biết là ai linh hồn của nàng vẫn đang run sợ nàng rất muốn thét lên nhưng đã rút cuộc cũng khắc chế được ở trong cơ thể của nàng nhì tự kia cũng khá là cực phẩm vô cùng vui vẻ tự nói chuyện một mình đạo gia ta cảm nhận được cảm xúc của người mẹ này bà động rất kịch liệt đây là vì nhìn thấy người cha kia của ta mà kích động sao xem ra người cha này có mị lực rất lớn khiến cho người mẹ ác độc như vậy cũng phải mềm muội rồi tân đạo âm không biết ý nghĩ của nó nếu như biết rõ cam đoan sẽ đánh chết nó không nghi ngờ lúc này nguyên tử thánh thể thiên mệnh tiên thể phản Tinh thể ánh vô địch phật tử chủ tước tiên tử thái tử thủy ma tộc nguyên viện ánh trích tiên một đoàn danh nhân đều xông ra khỏi vạn thần trì hương. Bọn hắn cũng dự cảm được đây chính là sở phong. Bé gái tóc bạc anh hiểu hiểu là người thứ nhất mở miệng, mắt tỏ rất sạch sẽ, nhưng đời nói lại rất không đơn thuần nói. Oa oa, người thật sự đại ma đầu sở phong, ta đã từng rất ưa thích sao? Làm sao mà phong cách thay đổi hoàn toàn vậy? Đánh ngất xỉu tỷ tỷ của ta, cởi tay lưng của nàng, còn cướp đồ ăn của ta, quá xấu rồi. Mẹ nó, con bé chết tiệt này, anh vô địch trực tiếp trấn áp trong lòng giận dữ với chuyện như cởi đài lưng của tỷ tỷ có thể tùy tiện nói lùng tùng xào chứ sở phong có tin là em gái ruột của thái tử thủy ma tộc nguyên việt lần này không nổi giận mắt to nhìn nghiêng qua phong tình phạn trùng nhìn chăm chăm sở phong sở phong ta muốn cùng người quyết đấu công bằng chiến một trận có dám không nguyên tử thánh thể mở miệng ngụ ý là không thể vận dụng loại lửa kỳ dị kia Sở phong không đáp lại người nào. Hắn vừa rồi đã thu hồi luân hồi hỏa còn sót lại. Thật sự còn rất ít, không bằng một phần tự ban đầu. Điều này khiến hắn nhíu mày. Hắn còn phải vào luyện ngục lần nữa, muốn đi đến luân hồi độ cướp thêm mấy cây luân hồi đao. Nhưng là bây giờ xem ra độ khó quá lớn. Luân hồi hỏa sắp dùng hết rồi. Còn dọc thép đường cũ trở về thế nào? Chỗ hầm mỏ kia quá kinh khủng. Có quỷ dị từ xưa đến nay chưa từng biến mất đã từng đem một đám đại năng mấy vạn năm trước dày vỏ chết tươi, cũng là họa chết một số người. Chỉ vừa tưởng tượng đã khiến đầu hắn to ra. Nếu như không có luân hồi hỏa, con đường kia căn bản là không có cách nào đi qua. Sở phong. Tần lặng âm mở miệng, suốt cuộc cũng bắt đầu đối mặt với sở phong. Sắc mặt của nàng bình tĩnh, tuyệt mỹ, hoàn mỹ, màu da óng ánh trong suốt, màu tuyết trắng rất tinh tế. Nhưng nội tâm của nàng lại đang dày vò hiện tại đối mặt với người trước mắt này, thực sự có chút chịu không được. Phát sinh loại chuyện đó rồi, bây giờ thấy sở phong ở đây, không cách nào đối mặt. Tần tiên tử có khỏe không? Sở phong mỉm cười, khóe miệng mang theo ý vị không hiểu, khiến cho người ta nhìn thấy có chút kỳ quái. Tần lạc âm tức không bình tĩnh được. Sau đó bởi vì nàng cảm thấy, sở phong đã đang cố ý mập mờ, có ý giấu, đang nghĩ về những chuyện xảy ra trong luyện ngục kia. Trên khuôn mặt của nàng, lập tức phủ lên một tầng sương lạnh như là khí tức cung quảng hàn đập vào mặt hóa thành băng lãnh tiên tử không thể mạo phạm nói khỏe chính là khỏe không khỏe cũng là không khỏe người ngay cả thân phận thật sự cũng không dám công khai sao giờ khác này tất cả mọi người nhìn về phía sở phong muốn nhìn hắn tự mình để lộ mặt nạ đừng đừng nóng sở phong mỉm cười thấy nàng tan lộ tràn lạnh ý còn có sát khí nhàn nhạt, hắn cũng không chút nào khách khí nói cẩn thận động thai khí đấy câu nói này vừa ra khắp nơi yên tĩnh tất cả mọi người im lặng cảm giác miệng của người này quá thất đức người nào mà không biết đây là tiên tử thánh khiết của đại mộng tịnh thổ được thế hệ trẻ tuổi của các tộc coi là nữ thân làm sao lại mang thai được trong suy nghĩ của mọi người hắn tuyệt đối là cố ý muốn đả kích cùng chọc giận đối phương trên thực tế thì sở phong đúng là người nói vô ý không có coi là một chuyện chỉ là đơn thuần muốn đả kích ngạo khí của vị nữ thần này giáo huấn nàng ta một trận dù sao thì đạo thống này thiếu chút nữa đã giết hắn ở trong luyện ngục hắn đương nhiên sẽ không quên khoản nợ này đâu nhưng mà người nghe lại hữu tâm tân lạc âm hòa dùng thất sắc trên gương mặt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ giống như ngà voi tràn ngập xấu hổ trong nháy mắt phát tác bởi vì mấy ngày này nàng khổ không thể tả bản thân thật sự xảy ra vấn đề loại lời này nghe vào trong tai nàng thật sự giống như chín đạo thiền đồi sáng xuống đừng nóng đừng nóng an tâm dưỡng thai là cần thiết nhất sợ phong căn bản không biết ẩn tình miệng tương đối thiếu đòn mang theo nụ cười mỉm lại an ủi một chút giờ khác này đối với tần nữ thần mà nói thực sự quá kích thích loại kích thích này không phải là loại mà người bình thường có thể chịu được hai người đã từng trải qua những việc khó có thể mở miệng nói ra nên nghe những lời như vậy tần lạc âm gần như nổi toá hết lần này tới lần khác, sợ phong luôn thở ơ, hoàn toàn không coi như có chuyện gì xảy ra. Bởi vì hắn vốn không biết ẩn tình, mà hiện tại chỉ là thuận miệng nói một câu thôi. Hắn nào đâu biết rằng, trong thực tế, Tân là âm đang đánh một cuộc tác chiến lớn, mà cuộc tác chiến này quả thực là chỉ muốn giải quyết bằng bạo lực, vì nàng muốn luyện hóa hết một cơ thể sinh mạng. Nhưng kết quả lại không được như ý nguyện, khổ không thể tả. Tân Lạc Âm đúng là không phải người thường khuôn mặt xinh đẹp trắng mút như đá cẩm thạch trắng. Giọng nói bình thản, một hơi đã liệt kê ra tám tội trạng lớn của sở phong. Mà những tội trạng này của sở phong, ở trong miệng của nàng toàn là một trong mười tội nặng không thể tha thứ nhất, khiến cho người ta cảm thấy không giết, trời đất không tha. Thân làm nữ thần luôn bận rộn trong người, tiến hóa trẻ tuổi các tộc, nàng tất có chỗ hơn người, nên lời nói của nàng rất có sức nặng, khiến cho người ta cảm thấy đây chính là đạo lý sau đó ấn đường của tần lạc âm phát sáng bí pháp trong đại mộng tịnh thổ sắp thi triển ra tuy nàng thanh cao thoát tục thế nhưng lúc huyết khí quanh thân thể dâng lên thanh thế của nàng vẫn cực kỳ thịnh vượng như được thần thánh quang huy soi khắp cơ thể khiến cho cơ thể trắng như tuyết của nàng ngày càng tỏa ra ánh sáng mái tóc màu tím phấp phới vợn theo chiều gió con người mơ hồ sau đó đột nhiên thần quang tăng vọt nàng sẽ ra tay với sở phong ngay bây giờ nhưng ở trong bụng của tần lạc âm, tiểu đạo sĩ cũng đang lăn qua lăn lại. Tâm tình của nó cũng phập phồng dữ dội như nàng. Mặc dù là bị sương mù thần bí bao vây, khiến cho nó không thể tìm hiểu rõ ràng tình hình thật sự ở bên ngoài. Nhưng nó vẫn có thể cảm giác được, người cha này cách càng ngày càng gần, thì kích động của người mẹ này càng trở nên mạnh hơn. Cho nên nó cũng kích động theo. Nó kích động một cái, đám sương mù kia từ trong luân hồi động xuất hiện, quanh nó, cũng xoay tròn theo kết quả khiến cho gương mặt xinh đẹp tinh tế trắng mịn như sứ của tần lạc âm trở nên đỏ bừng nàng đào đào rút lui sau đó không kiềm chế được đưa tay vỗ bụng dưới tình huống gì đây người tiến hóa ở các bên đều hổ nghi nữ thần hoàn mỹ trong mắt bọn họ bị làm sao vậy rất nhiều người đều cho rằng sẽ được thấy một màn huyết chiến lớn long tranh hổ đấu nhưng kết quả cơ thể tần lạc âm lại xảy ra vấn đề trong lòng tần lạc âm rung động mặt ngọc của nàng nóng dần lên nàng xin thề một khi mình trở về đại mộng tịnh thổ thì nhất định phải mời vị nữ thánh nhân hiểu rõ nội tình kia tương trợ giúp nàng luyện hóa hết cái mầm tai họa trong bụng đi vì đã không thể tiếp tục che giấu được rồi lúc đầu nữ thánh nhân cứu nàng ra đã biết rõ nàng có vướng víu không rõ với sở phong mặc dù nữ thánh nhân ấy rất cáu giận hận không thể vào luyện cục giết chết sở phong nhưng chung quy cũng không thay đổi được cái gì nên cuối cùng chỉ có thể giúp nàng che giấu. Tần lạc âm vẫn không dám nói cho nữ thánh nhân biết có thể mình có thai rồi vì chuyện này rất khó mở miệng. Nhưng hiện tại xem ra lại nói dối nữa thì xảy ra chuyện lớn mất. Sở phòng thấy thế thì hơi hợt, rất tùy ý nói. Đã nói hết rồi, đừng để động thai, trở về yên tâm tĩnh dưỡng đi. Lúc này sau khi mọi người nghe hắn nói những lời này, một vài người lộ ra sắc mặt khác thường. Vốn ban đầu họ không tin nhưng bây giờ lại hơi hoài nghi. Lẽ nào giữa hai người này thật sự có gì đó sao? Nếu chuyện này đúng là sự thật, thì sẽ trở thành tin tức số một bùng nổ trong tinh không. Vô số người tiến hóa trẻ tuổi ở các tộc chắc là sẽ tan nát cõi lòng, muốn giết chết sở phong. Tuy nhiên lúc tần lạc âm, một lần nữa bình tĩnh, không lay động, sự hoài nghi của vài người này biến mất. Bởi vì họ có cảm giác, vốn chẳng có khả năng xảy ra chuyện vô căn cứ này. Thân phận truyền nhân của đại mộng tịnh thổ Là cỡ nào cơ chứ Là trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc Hơn được còn cao ngạo vượt lên thế tục Thì làm sao có thể có gì đó Với tên người địa cầu này đấy Nên rất nhiều người đều lắc đầu Kiên quyết không tin Nhưng sở phong lúc này vốn bình tĩnh Thì sau những lời nói của mình Hắn trùng mình một cái Vì hắn đột nhiên nghĩ đến Chẳng lẽ tần lạc âm có thai thật sao Lúc đầu hắn còn không để ý nhưng nhìn thấy phản ứng của thần lạc âm cộng thêm vừa rồi năng bất ngờ lảo đảo tay thì vỗ bụng dưới những điều này khiến hắn rợn cả tóc gáy điều này rất nguy hiểm có thể hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có kết quả gì nhưng chuyện vừa mới xảy ra trong nháy mắt kia đã làm cho hắn chợt có một linh cảm cảm giác kỳ lạ rất mãnh liệt ai u cái quái gì vậy hắn rất muốn văng tục nếu thật sự xảy ra chuyện thì sẽ không thể lương được vì tình huống giữa hai người sẽ vô cùng phức tạp trước tiên sở phong truyền âm trong lòng thấp thỏm còn lo lắng hơn cả tần lạc âm rồi âm thầm hỏi gần đây có phải nàng hay thèm ăn chua không có bị kích thích buồn nôn không nghe lời nói dò xét thấp kém của hắn tần lạc âm lập tức giận đến mức muốn giết hắn ánh mắt như có thể giết người sau đó nàng âm thầm truyền nguyền rủa quát mắng sở phong có biến rồi hai người đều đang chột dạ có phải đang trao đổi tinh thần với nhau không chẳng lẽ thật sự có chuyện gì xảy ra sao? Cô bé lò lì tóc trắng, ánh hiểu hiểu, chớp chớp đôi mắt to, nhìn trong sáng hồn nhiên, nhưng lại dám nói ra mấy lời táo bạo như vậy. Lúc này tần lạc âm đã khôi phục lại sự bình tĩnh, trở nên xuất thế không minh. Hơn nữa mỗi một tấc da thịt của nàng đều đang lưu động trong thần thánh quang huy, trông thanh nhã trong sạch mà siêu nhiên, không hề nhiễm khói lửa trần gian, khiến cho rất nhiều người phải tự ti mặc cảm. Sở Phong, ngươi thật là không biết xấu hổ, lại còn dám làm tổn hại thanh danh của ta, vậy đừng trách ta khách sáo. Bắt đầu giết từ chỗ ngươi từng sống, dùng bạo lực ngăn bạo lực, dùng máu để giữ gìn tôn nghiêm của ta. Sở Phong nghe những lời nói này thì không còn gì để nói. Hai người đã từng có khoảng thời gian mập mờ với nhau, thì những đối phương lại yêu quý danh tiếng quá mức, bị danh tiếng nữ thần thánh khiết dày vò, không dám vạch trần mọi chuyện chút nào, cho rằng hai người đã từng gần gũi thân mật với nhau nhưng sau đó lại hận hắn muốn chết. Lúc này đã sắp phát điên rồi, mà vẫn muốn phải thật đoan trang, còn dáng vẻ nghiêm nghị không thể xâm phạm. Điều này thật đúng là bệnh thánh nữ của đại giáo tối cao. Chắc nếu đổi lại là ánh trích tiên, chủ tức tiên tử, nguyên viện, có vẻ cũng không đáng hơn chút nào. Vị uy nghiêm và thiêng liêng của đạo thống tối cao nhà mình mà không dám tiết lộ chuyện hoang đường, chỉ để giữ gìn thanh danh. Đạo thống vô địch và đại giáo cấp cao nhất vì danh tiếng tốt mà mệt mỏi cũng đủ rồi. Sở phong mỉm cười nói, tiên tử, nàng lo lắng quá rồi. Thực ra quan hệ chúng ta không tệ, dù sao cũng từng cùng sinh cùng tử, đều trốn ra từ trong luyện ngục. Nên ta cảm thấy về sau chúng ta có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này, làm tri kỷ một đời, không cần phải đánh nhau thở sống thiếu chết nữa. Trên mặt của tầng lạc âm là vẻ thiền thiền không rảnh bận tâm đến hắn, nhưng trong lòng lại mắng chửi hắn duy trì quan hệ trước kia, tiếp tục mở ám vướng víu không rõ ràng với nhau à? Nàng quả thực rất muốn lập tức ra tay, ăn thua đủ với sở phong. Vì nàng biết chắc chắn đối phương cố ý nói vậy, cố ý trêu chọc nàng với điều bộ đàng hoàng. Ngôn từ của nàng đầy chính nghĩa, bác bỏ sở phong, nói hắn không chuyện ác nào là không làm, bắt nạt thần tử thánh nữ của các tộc. Vì vậy các đạo thống trong tình không sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu sở phong muốn sám hối, thì hiện tại hẳn cần phải chắp hai tay thỉnh tội. Đột nhiên, tiểu đạo sĩ trong bụng nàng lại động một lần nữa, bởi vì nó đợi nửa ngày mà không thấy cha với mẹ tiến thêm một bước rút ngắn khoảng cách, nên nó lại bắt đầu lăn qua lăn lại. Lúc này tần lạc âm suýt nữa thì kêu ra tiếng, nhưng cuối cùng cũng kiềm chế nhị được. thân thể của nàng đứng sừng sững, im lặng ở nơi đó, tay áo bày phấp phới, nhìn tựa như thần tiền dáng thế hơn nữa trên người của nàng tràn ngập thần quang, lấp lánh trên cơ thể, ngày càng tỏa ra. Trên mặt là hào quang vô cùng thần thánh, quả thực như là hóa thành nữ thần chân chính ở nơi đây xuất hiện trước mặt chúng nhân. Trong một cái chớp mắt, sợ phong cảm ứng được lúc tiểu đạo sĩ đang chơi đùa, những luồng khí chập chờn bao vây lấy nó đã lộ ra kẽ hở, khiến cho trong lòng của hắn đều phải ngạc nhiên. Lúc này nguyên tử thánh thể mở miệng nói, thôi được rồi tần thiên tử hãy để ta tới giúp người dạy bảo hắn đương nhiên điều kiện tiên quyết là quyết đấu không bằng không dựa vào ngoại vật sở phong người có dám đánh với ta một trận hay không thiên mệnh tiên thể cũng lên tiếng đầu tiên sở phong người cũng là một nhân vật ở đây hà tất phải đeo mặt nạ không phải người đã từng tấn công ta sao tới đây đánh một trận đi hai người tiến hóa to lớn siêu việt gần như lên tiếng cùng một lúc họ đều muốn quyết đấu cùng sở phong điều này khiến mọi người lại thêm chấn động. Tiên tuyển trên tinh cầu suy tàn khiến cho mấy vị cao thủ trẻ tuổi mạnh nhất trong vũ trụ tinh không đều coi trọng, coi là đối thủ hùng mạnh, thì quả nhiên người này có chút đáng sợ. Sở phong giơ tay, để trên mặt nạ bằng đồng trên mặt. Sau đó hắn tựa như muốn bất ngờ để lộ ra hình dáng của bản thân. Chuyện đánh nhất thời dẫn đến vô số tiếng kêu kinh ngạc ở khắp nơi. Dù mọi người đều có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn rất lo lắng mắt nhìn không chớp, nhìn chăm chăm vào nơi đó, là hắn thật sao? Lập tức phải xác nhận ngay. Nhưng mà sở phong lại thả tay ra lần nữa nói, tại đây anh Tuấn vô địch nên vẫn không thể để lộ tiền từ đạo cốt, tránh cho các người tự ti mặc cảm, các vị có duyên gặp lại sau nha. Đây chắc chắn là cố ý, là khiêu khích mọi người. Rõ ràng rất nhiều người đều đoán rằng là ai, nhưng hắn vẫn mặc sức phóng túng như thế. Coi là việc không đáng lo, nhất định muốn giấu giếm hình dáng đến cùng. Tuy nhiên cũng bởi vì như vậy, có vài người thật sự có chút hoài nghi, nên nào đoán sai sao? Hắn cố ý làm lẫn lộn, khiến người ta cảm thấy hắn là sở phong, nhưng thực ra không phải sở phong. Mọi người phản ứng không đồng nhất với nhau. Công chúa ma tộc huyền viện tức gần chết trước đó, lại không hề nổi giận đùng đùng, mà đôi mắt to lay động nhìn quyến rũ cực kỳ. Từ thành tiên thì xấu hổ, xong lên đầu tiên để cướp lấy vòng tinh không mộng kim liều mạng với sở phong sở phong mỉm cười hành động theo tính cách của mình luân hồi đao chỉ về phía trước nói lần này các người cùng lên đi hắn liên tiếp chỉ vào đám người nguyên tử thánh thể hay thiên mệnh điên thể những người trong top mười nghìn tinh thể này đánh tới tinh quang cuồn cuộn mà đuổi giết sở phong nguyên tử thánh thể cười nhạt hắn không cho phép người khác cầm trường đao chỉ vào mình nên cũng bắt đầu ra tay còn thiên mệnh tiên thể thì rụt trẻ hơn chút, cách trời cao đánh một trưởng tới, ra tay. Đúng lúc này, xa xa có người quát lên, một đám lão già trên làm mấy tốt đánh tới, ngăn chặn lối đi của sở phong. Hẹn gặp lại. Sở phong quát tay, tiếp đó tình huy năng lượng của nguyên tử thánh thể, rồi dung nhập vào trong núi cồn luân, kích hoạt trang vực, ngăn cản các lão già tới gần, sau đó hình bóng hắn ngồi trên thuyền màu xanh biến mất. Đại chiến chính thức bắt đầu rồi sợ phòng quá to ở trên không. Loại cảnh cáo làm mọi người kinh sợ này là từ một đám người lão già hùng mạnh của tộc thiên thần, tộc U Minh, linh tộc, tộc Tây Lâm phủ xuống, khiến mọi người kiêng rẻ không thôi. Do vết xe đổ đúc trước, nên bọn họ đều bị lo lắng lửa luân hồi đánh lén. Tất cả đều trong trạng thái đề phòng nghiêm ngặt. Còn thiên mệnh tiên thể hay là từ thành tiên thì càng không thể, không cần phải nói. Nhưng trong đối trống vắng Đợi rất lâu mà sở phong vẫn không xuất hiện trở lại. Hắn trốn rồi. Không đánh mà chạy, đáng thẹn. Thực ra cả đám người đều vô cùng xấu hổ. Vì khiếp sợ đỡ luân hồi mà lại không dám quyết đoán tìm kiếm bốn phương. Cứ thế để hắn chạy thoát. Không lâu sau đó, sở phong lại trở về. Hắn vẫn vững vàng vạn thần. Bởi hắn tìm cơ hội để đến. Không muốn trở thành bia ngắm của mọi người. Nên mới cao giọng chặn họng. Đánh bại đám thần tử la Phủ cùng u minh tộc. Hắn đã cảm thấy mỹ mãn rồi kế tiếp hắn muốn đại phát tài khai quật ra thuốc bất tử ở chỗ sâu nhất trong vùng tịnh thổ này thu hoạch được kỹ thuật chiến đấu cao nhất hắn muốn tiến hóa trong thời gian ngắn để bản thân nhanh chóng mạnh lên có người canh giữ ở lối vào nhưng không có ai ngăn cản hắn cuối cùng hắn lặng yên không một tiếng động đặt chân lên vạn thần chỉ địa một lần nữa ẩn nấp mình đi đi thẳng tới nơi quan trọng trong tịnh thổ còn có một bí cảnh nó được xem như là chỗ của thần linh chủ xem như là lang thần. Sợ phong đi đường tìm kiếm thì phát hiện ra một con đường nhỏ tràng vực. Hắn liền âm thầm lần mò, tiếp cận một nơi bí ẩn, là một không gian thương nguyên khác. Ở nơi đó giường trắng bừng bừng, thủy quang lưu chuyển, thần thánh bất thường. Sau đó, hắn chấn kinh khi chứng kiến một cây cây nhỏ ở phía xa, cao cỡ khoảng chiều cao cùng một người. Trên cây chỉ có độc một cái quả màu đỏ. Nó trong suốt ướt át tỏ ra ánh sáng lung linh lẽ ra ký hiệu dù mới chỉ nhìn điếc qua một chút hắn cũng đoán trước được đó là thuốc bất tử là một cái cây bảo vật tối cao có mọc trong một quả vô giá mèo một cái sợ phong đã xông tới hắn nhất định phải lấy được nó không biết quả này dùng như thế nào có vài tác dụng có thể khiến người ta tiến hóa trong nháy mắt thực lực đột nhiên tăng mạnh cũng có những tác dụng khác như tăng thể chất siêu phàm cho người ta có sự thay đổi rất lớn thuộc bất tử có sự rất đặc thù theo mỗi loại khác nhau. Tác dụng của nó khó mà đoán trước được, vì hiệu quả mỗi người khác nhau rất khó nói rõ ràng. Ký hiệu tràng vực lóe lên, cây bảo vật kia biến mất, sợ phong ngẩn ra. Nơi ở của thần đình chân chính này quả nhiên không bình thường. Trong mặt đất dày đó có gì đó quái lạ, cây bất tử đâu rồi. Hắn cẩn thận thăm dò, trong lòng lo lắng, hắn muốn hái quả kia vì trong mơ hồ hắn cảm thấy chuyện này vô cùng quan trọng đối với hắn. Đại dược như vậy là cực kỳ vô giá. Phóng tầm nhìn trong tinh không, có vài người nguyện ý dùng từng sinh mạng trong tinh cầu tới trao đổi là vật báu, thần kỳ tuyệt thế. Một gốc đại dược có thể dùng sinh mệnh tinh cầu để trao đổi, đủ để chứng minh giá trị của nó. Ở trong mắt một vài đại năng viễn cổ, sinh mệnh tinh cầu có thể tìm kiếm trong vũ trụ. Thế nhưng đã loại thần dược này lại hiếm thấy giống như trứng chân long, trứng phượng hoàng, rất khó gặp được, giá trị không cách nào đo đếm. Sở phong cẩn thận thăm dò một đường. Trong quá trình này, ở trên đường từng dâng lên vài luồng ánh sáng, có chữ màu bạc cũng có năng lượng màu đen quỷ dị, suýt nữa đã bao trùm hắn, suýt nữa đã khiến hắn chết thảm ở trên đường đi. Mảnh không gian thương nguyên này thuộc về vạn thần trì hương trần chính, so với không gian thương nguyên bên ngoài càng thần bí hơn nhưng cũng càng đáng sợ hơn. Đường xá gian nan nguy hiểm, trận vực cùng bẫy trập năng lượng khắp nơi đều có, không cẩn thận một chút sẽ là rơi vào tình thế vạn kiếp bất phục. Bản thân hắn vô cùng cẩn thận. Phía trước có đất phát sáng, mang theo khí thức bản nguyên của vũ trụ, dãy núi, cánh rừng đều có luồng khí màu đỏ tràn ngập, cũng có ánh sáng vạc nở rộ, có khí thức tiền đạo thượng cổ đang chảy xuôi. Trạm thần thủ. Sở phong trên đường gừng chân một chút, Hắn nhìn sông núi phía trước, lập tức lạnh từ đầu đến chân. Hắn cảm giác được khu vực cực đáng sợ, nhìn thì tương hòa, thủy khí bừng bừng, hào quang lượn lờ. Nhưng khi chân chính tìm hiểu lĩnh hội, thì có quá nhiều hung hiểm, không phải tiến hóa giả bình thường có thể đặt chân. Ngày phía đằng trước thôi, có 36 ngọn núi cùng các ngọn núi khác không giống nhau. Khoảng cách giữa các ngọn núi có các dãy núi, thấp bé nối liền màu đỏ sậm, hơi có vẻ quỷ dị. Nhìn kỹ thì như 36 cái đầu lâu bị xích sắt khóa lại, nối liền cùng một chỗ. Đây là địa thế hiểm ác trời sinh, tên là trạm thân thủ. Sau khi được đại năng trận vực điểm hóa, tiến hành bố trí, loại địa thế này có thể diễn hóa thành vùng đất tuyệt sát, hung danh hiển hách, từng chấn nhấp các tiến hóa giả thượng cổ. Sở phong đã từng nhìn thấy trong sách về trận vực ở trên mặt trăng ghi chép lại, rằng địa thế này quá hung hiểm, 36 ngọn núi như là 36 quả đầu lâu của thần cắn nuốt sinh cơ. Đương nhiên là ngày thường nhìn thấy nó không phải như vậy, mà hiển hiện rõ tương hoa, phun ra thần khí, tầm bầu dược thảo, năng lượng nồng đậm. Ngay khi xông vào trong loại địa thế trạm thân thủ này, sợ phong cảm thấy mình đã không còn hy vọng, căn bản là bị làm khó làm dễ. Đây tất nhiên là vùng đất có thể đổ thánh. Giai đoạn hiện tại, mặc dù hắn là đại sư trận vực nhưng cuối cùng cũng không phá được loại địa thế này sợ phong cần phải ở trong lĩnh vực này trở nên càng mạnh mẽ hơn mới được một cốc đại dược đang ở trước mắt cách nhau không xa nhưng ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn không thể đi vào trong vùng đạo thổ tương hoa này sợ phong có chút uể oải có chút không cam tâm hắn rất muốn hái được một trái cây đỏ tươi duy nhất của bảo thủ tuyệt thế vừa nhìn thấy không lâu kia dù là hắn có thuyền lục trúc cũng không được trong vùng hư không này đan sen không biết bao nhiêu ký hiệu trận vực siêu cấp một khi tùy tiện xâm nhập hắn phải chết không thể nghi ngờ có biện pháp nào có thể nhảy vào không sợ phong đi dạo quanh vùng đất này sau đó trong lòng hắn bỗng run lên ngẩng đầu nhìn đến một ngọn núi toàn thân trụi lùi không có một ngọn cỏ ở đằng xa rất hùng vĩ rất có khí thế nặng nề cái này không phải là trong lạc hoàng pha trong truyền thuyết đấy chứ trong lòng hắn nghiêm nghị hẳn lên nhìn kỹ vùng đất trùi lùi, sức sống bị tuyệt diệt kia. Trong lúc mơ hồ, phảng phất như nghe được âm thanh phượng hoàng kêu rên lẫn trong tiếng gió núi. Hắn có chút hoài nghi, khả năng đây thật sự là lạc hoàng pha, có thể cắn nuốt sinh cơ. Ngay cả phượng hoàng có thể nết bàn tái sinh, đi đến đời đó cũng khó thoát khỏi cái chết. Có thể thấy được nó nguy hiểm đến cỡ nào. Cái này là tuyệt địa của tự nhiên. Tự nhiên sinh ra phủ văn, là sát tràng thiên địa tạo ra. Đây đã là lạc hoàng pha trời sinh hay là hậu nhân bắt trước mà tạo ra? Về mặt của sở phòng nghiêm túc, mặc kệ là loại nào cũng có thể đổ thánh, không phải nơi hắn có khả năng bước chân vào. Hắn thở dài, xem ra cái gọi là vạn thần trì hương, thần không dễ dàng tiếp cận. Khu vực trung tâm nhất lại có loại tuyệt địa như trạm thần thủ là hoàng pha này. Hắn có chút nhụt chí, không phải hắn thiếu tự tin mà thực sự là chuyện không thể làm cấp độ trận vực chưa tới nơi này cùng với địa thế sông núi nằm ngoài dự đoán của hắn quá đáng sợ thật sự muốn đi vào trừ phi là đại năng trận vực tới đây nếu không thì căn bản là phá giải không được lực lượng ở đây đã sinh mệnh tuyệt địa đến bao nhiêu người chết bấy nhiêu người đột nhiên có tiếng nổ lớn kịch liệt phát ra từ đằng xa truyền đến sợ phong giật mình có người có thể đi vào nơi này à Hắn là đại sư trận vực, tiên vào mạnh không gian thứ nguyên này, còn phí hết bao nhiêu thủ đoạn, còn có người khác hay sao? Hắn ngồi trên thuyền lục trúc, lặng yên di chuyển, đi vào một bên khác của lạc hoàng pha. Quả nhiên, ở một bên khác, hắn nhìn thấy một nhóm người, đều là mấy lão giả đầu, hành tung quỷ dị, bảo vệ mấy người. Ừ, là người của thiên thần tộc cùng U Minh tộc. Sợ phong nhận ra, chính là những lão giả đến sau của hai tộc kia công khai muốn giết hắn, bây giờ lại lén lén rút rút như thế xông vào nơi đây. Các tộc đã ước hẹn, tạo hóa của mảnh đất địa cầu đang khôi phục này hoàn toàn để cho thế hệ tuổi trẻ đi tranh đoạt. Nhân vật gia cả phải khắc chế, không được động thủ. Nếu không thì chỉ sợ các tộc bởi vì tranh đoạt cơ duyên mà ra tay đánh nhau, tình thế chắc chắn sẽ trở nên căng thẳng. Nhưng bây giờ, đám đạo gia này không những giữ quỳ củ, công khai nói tới là tới đối phó với sở phong. Kỳ thật là âm thầm làm nhiệm vụ khác Muốn mưu đồ bí mật cướp đi Mới nơi đại tạo hóa quan trọng nhất của địa cầu Trái phơi ước định giữa các tộc rồi Hai tộc này Thật là không biết xấu hổ mà Sở phóng rất là xem thường Đám lão già của thiên thần tộc U Minh tộc này Tự mình ra trận Trong đám người lại có thêm cả mấy tên đại sư trận vực Được bọn hắn bảo vệ Đang nghiên cứu trận vực Tiếng nổ lớn vừa rồi Cũng là do bọn hắn đang phá giải trận vực gây ra trong đó một vị đại sư trận vực đã thịt nát xương tan ngay cả hai người bảo vệ hắn cũng hình thần câu diệt sở phòng không tin bằng vào khả năng của bọn hắn đã có thể tiến vào chỗ sâu trong vùng tịnh thổ này dù đại sư trận vực có nhiều hơn nữa cũng không thể hóa giải vấn đề khó khăn không nhỏ của nơi đây thế nhưng sau đó không lâu hắn giật mình đám người kia đang liều mạng sử dụng một kiện bí bảo kinh thế quang mang thần tử chảy xuôi, khi tức năng lượng nồng đậm, các loại ký hiệu xen lẫn nhau. Mấy vị đại sư trận vực nghiêm túc vô cùng, lại đang lắp ráp một vật phẩm, là một cái thang do ngọc thạch cùng nam châm thần cấp tạo dựng mà thành, tỏa ra ánh sáng lùng linh, thông thiên thê. Sở Phong kinh ngạc, sau đó bị xúc động mạnh. Đây là một sản phẩm của người vượt xa cấp bậc đại sư trận vực làm ra, là một cổ vật bây giờ được lắp ráp lên cái gọi là thông thiên thề chính là kiệt tác của nhà nghiên cứu trận vực có thể vượt qua trận vực tự như là phàm nhân dựng bậc thang lên tầng có thông thiên thề này trong tay tiến hóa giả có thể vượt qua các vùng trận vực tuyệt địa đương nhiên thông thiên thề cũng dựa theo cấp bậc nhà nghiên cứu ra tác phẩm có cấp bậc bình thường thì hiệu quả tự nhiên cũng không tốt nhưng nếu là của đại sư tông sư trận vực vậy thì một cái so với một cái càng kinh người hơn cái thằng này sẽ không phải là của đại tổng sư làm ra đấy chứ. Sở phong hoài nghi, nếu không thì đám người này làm sao dám nếm thử. Đồng thời, hắn nhạy bén phát hiện, thông thiên thế kia có mùi đất, có hương vị mục nát, giống như là vừa, đào được không lâu. Nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.